Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk đã chỉ trích chính phủ Anh sau khi có thông tin ông không được mời tham dự hội nghị đầu tư sắp tới. Elon Musk cho rằng London đã thả những kẻ tội phạm ấu dâm bị kết án nhưng lại bỏ tù một số người vì bài đăng của họ trên mạng xã hội. BBC đưa tin vị tỷ phú người Mỹ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 tới vì những bài đăng của ông trên nền tảng mạng xã hội X liên quan đến đợt bạo loạn chống nhập cư ở Anh vào tháng trước. Bộ Kinh doanh, Thương mại và Kho bạc Anh không trả lời đề nghị bình luận về tin của BBC hay phát biểu của tỷ phú Elon Musk. Elon Musk viết trên mạng xã hội X để phản hồi bài đăng về tin của BBC. Tôi không nghĩ mọi người nên đến Vương quốc Anh khi họ đã thả những kẻ ấu dâm bị kết án để bỏ tù những người đăng bài trên mạng xã hội. Hơn 1.700 tù nhân được thả vào đầu tháng này trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đang nỗ lực giải quyết tình trạng quá tải trong các nhà tù ở Anh và xứ Wales. Những người thụ án vì tội tình dục không được đưa vào chương trình. Chính phủ Anh và những người khác đã chỉ trích tỷ phú Elon Musk khi ông đăng bài về các cuộc nổi loạn ở Anh hồi tháng 8. Một bài của ông cho rằng nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Khi cả nước Anh rung chuyển vì bạo loạn, những nhóm cực hữu tấn công những khách sạn có người tị nạn và đền thờ Hồi giáo. Khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Starmer nói rằng không có lời biện minh nào cho những phát biểu như vậy. Hơn 1.000 người bị bắt giữ và một số người bị bỏ tù vì kích động hận thù chủng tộc trên mạng xã hội. Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào tháng tới dự kiến sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo tập đoàn tài chính và công nghệ toàn cầu, trong đó có BNI Mellon và Blackstone. Chính phủ công đảng muốn thu hút các nhà đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế. Liên quan tới tỷ phú Elon Musk, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu và nhận được cái gật đầu của CEO hãng xe điện Tesla. Hãng tin Reuters cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện bao quát nhiều vấn đề tại câu lạc bộ kinh tế New York Mỹ. Những người biết về cuộc nói chuyện nêu trên đã nói với Reuters rằng ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã thảo luận về ý tưởng thành lập một ủy ban hiệu quả của chính quyền với các trợ lý trong nhiều tuần. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump cho biết tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đồng ý làm người đứng đầu cơ quan này nếu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo Reuters, ông Trump không nêu chi tiết cách thức hoạt động của một ủy ban như vậy, ngoài việc nói rằng ủy ban này sẽ xây dựng một kế hoạch để loại bỏ gian lận và thanh toán không đúng cách trong vòng 6 tháng kể từ khi được thành lập. Ông Trump mô tả tỷ phú Musk là một nhân vật rất thông minh. Cựu Tổng thống Mỹ bổ sung, tôi chắc chắn sẽ bổ nhiệm Elon Musk vào vai trò cố vấn nếu ông ấy nhận làm điều đó. Vài giờ sau phát biểu của ông Donald Trump, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI, tạo ra cảnh ông đứng trên bục phát biểu. Đằng sau đó là quốc kỳ Mỹ, kèm theo chú thích, tôi sẵn sàng phục vụ. Sau vụ ông Donald Trump bị ám sát vào tháng 7 vừa qua, CEO của hãng xe điện Tesla đã công khai ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Ông Elon Musk đã viết trên mạng xã hội X, tôi hoàn toàn ủng hộ Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Thưa quý vị, tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã tắt từ xa chiếc xe bán tải điện Cybertruck của ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga. Tuyên bố trên Telegram, ông Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc xe quanh thành phố Grozny vào tháng 8, đồng thời khẳng định đây là món quà cá nhân từ giám đốc điều hành Tesla và SpaceX. Ông Kadyrov viết hôm 19 tháng 9, đồng thời khẳng định rằng doanh nhân người Mỹ đầu tiên đã tặng ông chiếc ô tô điện với thiện chí và sau đó đã tắt nó từ xa. Những gì Elon Musk đã làm là không phù hợp. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng Cybertruck đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, nơi nó thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tổ lái tốt, cũng như thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Theo Kadyrov, chiếc xe phải được kéo đi sau khi ngừng hoạt động. Ông gọi việc tắt máy từ xa này là một hành động thiếu nam tính. Ông Kadyrov viết, tại sao vậy, Elon Musk? Điều này thật tồi tệ. Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa, với bề ngoài siêu bền, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế để sử dụng cho quân đội và sẵn có trên thị trường với giá khởi điểm hơn 200.000 đô la Mỹ. Mặc dù chiếc xe bán tải điện của hãng Tesla trông giống như một thứ vũ khí hiện đại trong tương lai, đi kèm là một số tính năng có thể hữu ích ở địa hình hiểm trở, nhưng nó khó có thể được đem ra sử dụng trên chiến trường thực tế. Hồi tháng 8, ông Kadyrov đã tạo dáng ở vị trí xạ thủ trong một video có cảnh một khẩu súng máy trên giá đỡ được lắp đặt trên thùng chở hàng của xe. Trong một bài đăng trên Telegram, lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã ca ngợi xe bán tải điện Cybertruck, nói rằng cá nhân ông hiểu lý do tại sao nó được mệnh danh là quái thú không gian. Trong đoạn video của mình, ông Kadyrov còn tuyên bố rằng
chiếc xe Cybertruck sẽ sớm được đưa đến chiến trường Ukraine. Ông nói, tôi tin tưởng rằng con quái thú này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho binh lính của chúng tôi. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo này cho biết rằng hơn 43.000 chiến binh Chechnya đã phục vụ ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Nhà lãnh đạo Chechnya trước đây khá nổi tiếng với những màn trình diễn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như chơi bóng đá với ngôi sao người Argentina Diego Maradona hay thuyết phục nữ diễn viên Hollywood Hilary Swank tham dự tiệc sinh nhật của ông. Đoạn video được đăng tải trong tháng trước đã làm dấy lên nhiều cáo buộc nhằm vào Elevac, đầu tiên là ở Ukraine và sau đó là ở Mỹ. Chuyên gia chính trị người Mỹ Seth Aramson tuyên bố rằng Elon Musk đang công khai làm việc chống lại Mỹ. Tỷ phú Elon Musk đáp lại bằng cách nói rằng lời buộc tội nhằm vào ông là một ví dụ khác về mức độ dối trá của các phương tiện truyền thông. Ông cũng kịch liệt phủ nhận việc tặng một chiếc Cybertruck cho một tướng lĩnh Nga. Hồi cuối tháng 8, ông Kirillov nhắc lại vấn đề này và kêu gọi Elon Musk không để ý đến những người lạc hậu, thiếu hiểu biết cũng như các phương tiện truyền thông tham nhũng. Ông cũng cảm ơn doanh nhân này vì những sản phẩm khác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, bao gồm cả hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, Starlink đã tuyên bố vào tháng 2 năm nay rằng họ không hoạt động ở Nga, có nghĩa là dịch vụ này sẽ không tồn tại ở quốc gia đó. Hệ thống Internet vệ tinh này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong hậu cần quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhưng được cho là nó đã có những hạn chế nhất định về mặt địa lý. Bản thân Elon Musk trước đó đã nói rằng những hạn chế đó đã ngăn cản Kiev sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga. Theo hãng tin RT, trong ngày 19 tháng 9, hãng tin Bloomberg đã tiết lộ về Sở Mật vụ Mỹ chuẩn bị điều tra tỷ phú Elon Musk về những bình luận liên quan đến vấn đề ám sát các chính trị gia của Đảng Dân Chủ trên mạng xã hội X. Cụ thể, ông Musk đã có một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, sau khi cựu Tổng thống Trump bị ám sát hụt vào ngày 15 tháng 9. Nhưng nội dung của bài viết lại nói về Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Musk viết, tại sao không ai cố gắng ám sát ông Biden hay bà Harris? Bài đăng của tỷ phú công nghệ Mỹ đã nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Họ cho rằng ông Musk đang cố gắng kích động bạo lực thông qua nền tảng mạng xã hội của mình. Ông Musk sau đó đã xóa bài đăng và giải thích đây chỉ là một trò đùa. Tỷ phú công nghệ giải thích rằng, tôi đã rút ra được bài học. Một trò đùa sẽ không còn vui nếu mọi người không hiểu rõ bối cảnh và nội dung văn bản thuần túy. Theo hãng tin Bloomberg, Sở Mật vụ Mỹ không cảm thấy bài viết kể trên là đáng cười và sẽ gặp mặt trực tiếp ông Musk nhằm yêu cầu tỷ phú Mỹ chứng minh ông không gây ra mối đe dọa nào đối với ông Biden và bà Harris. Trên thực tế, Sở Mật vụ sẽ mở cuộc điều tra khi họ cố gắng xác định xem một cá nhân có gây ra mối đe dọa đối với một trong những yếu nhân được cơ quan này bảo vệ hay không. Việc đe dọa Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là ngồi tù. Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn nhân viên tại công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Open Secrets, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang, đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Trump. Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX cũng đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris so với mức 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Donald Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Musk. Trước đó, người giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội X. Tạp chí Wall Street Journal ngày 15 tháng 7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Elon Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho America's PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump. Ông Musk đã từng ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ. Dữ liệu từ OpenScript bao gồm các khoản quyên góp từ nhân viên và chủ sở hữu công ty, các thành viên gia đình, trực hệ của những cá nhân đó. Luật tài chính bầu cử cấm các công ty tự quyên góp cho các chiến dịch liên bang. Thưa quý vị, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thomas Massie đã yêu cầu cung cấp thông tin trung thực
về tổn thất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga như một điều kiện để phê duyệt viện trợ quân sự tiếp theo cho Kiev, đồng thời cáo buộc các quan chức Mỹ che giấu các nhà lập pháp về vấn đề này. Mùa hè năm nay, đại diện của Kentucky đã đưa ra một số sửa đổi cho đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia vào năm tới, yêu cầu báo cáo về thương vong và mất mát thiết bị của cả hai bên tham gia vào cuộc xung đột. Theo chính trị gia này, sửa đổi đã được Hạ viện thông qua và sẽ được Thượng viện xem xét. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 9, nghị sĩ Maxey nói rằng các quan chức an ninh và chính sách đối ngoại của Mỹ đã cố tình tránh đề cập đến chủ đề thương vong kể từ khi cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra. Ông mô tả các viên chức tình báo né tránh các câu hỏi của ông về vấn đề này trong cuộc họp báo kín vào đầu năm nay. Đảng viên Cộng hòa nói, họ thực sự không có lý do gì ngoài việc họ không thực sự chắc chắn, điều này có vẻ như một lời nói dối khó tin. Theo ông Maxey, ngay cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng không biết về con số thực tế. Ông nói rằng, tôi nghĩ rõ ràng là họ chỉ đang nhồi nhét cho chúng ta thông tin tuyên truyền trong các bối cảnh được phân loại, và tôi cũng nghĩ rằng bản thân Chủ tịch Hạ viện cũng là đối tượng của tuyên truyền và không có đủ sự tò mò để đặt câu hỏi về câu chuyện mà chúng ta đang được nhồi nhét. Washington chỉ đang cho chúng ta một bên để cố gắng thúc đẩy chúng ta tiếp tục gửi tiền vào vũ khí. Theo nghị sĩ này, Bộ Ngoại giao lo sợ nếu chúng ta nhận được bất kỳ tin tức xấu nào về diễn biến của cuộc chiến, Quốc hội sẽ miễn cưỡng tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến. Nhà lập pháp này tin rằng Quốc hội cần biết toàn cảnh, bao gồm cả tin xấu, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Ông nói, nếu họ lo ngại rằng việc biết con số này có thể làm giảm nhu cầu tài trợ cho chiến tranh, thì đó là lý do chính khiến Quốc hội cần biết số liệu thương vong. Kiev đã miễn cưỡng chia sẻ bất kỳ số liệu nào về tổn thất của mình trong cuộc xung đột. Vào tuần trước, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc tờ Wall Street Journal nói dối khi tờ báo này tuyên bố rằng khoảng 80.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 400.000 người khác đã bị thương. Vào tháng 2, ông Zelensky cho biết 31.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong 2 năm giao tranh. Tờ Washington Post đưa tin vào tháng 4 rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã giảm nhẹ đáng kể số thương vong. Nga trước đó ước tính thiệt hại của Ukraine vào khoảng nửa triệu quân. Moscow cũng không tiết lộ con số thương vong chính xác của riêng mình, nhưng Tổng thống Nga Putin đã nói vào tháng 6 rằng thiệt hại là 1.5 nghiêng về phía Nga. Liên quan tới chiến sự Nga-Ukraine, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky thiếu một chiến lược toàn diện và chỉ là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ nước Nga. Theo tờ báo, các quan chức Mỹ và châu Âu tin rằng kế hoạch này không đưa ra con đường chiến thắng rõ ràng cho Ukraine, đặc biệt khi quân đội Nga đang có nhiều tiến bộ trên chiến trường. Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố trên Telegram của mình rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào tháng 8, ông lập luận rằng kế hoạch này cũng bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bình luận về lời nói của ông Zelensky, lưu ý rằng Moscow nhận thức được bản chất của chế độ Kiev, tiếp tục các hoạt động chiến đấu và sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình. Mới đây, tờ Wall Street Journal cho biết chính quyền ông Biden lo ngại rằng kế hoạch giành chiến thắng thiếu một chiến lược toàn diện và chỉ là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với tên lửa tầm xa. Cụ thể, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky thiếu một chiến lược toàn diện và chỉ là một yêu cầu được đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào sâu trong nước Nga. Theo tờ báo, các quan chức Mỹ và châu Âu tin rằng kế hoạch này không đưa ra con đường chiến thắng rõ ràng cho Ukraine, đặc biệt khi quân đội Nga đang có nhiều tiến bộ trên chiến trường. Tờ báo dẫn lời một quan chức cho biết, tôi không ấn tượng lắm, chẳng có gì mới cả. Ông Zelensky trước đó tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào tháng 8, ông lập luận rằng kế hoạch này cũng bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bình luận về lời nói của ông Zelensky, lưu ý rằng Moscow nhận thức được bản chất của chế độ Kiev, tiếp tục các hoạt động chiến đấu và sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nói rằng danh sách các tiêu chí thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí răn đe hạt nhân nên được mở rộng trong bản cập nhật của học thuyết. Tổng thống Nga cho biết, nếu bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào tấn công Nga mà được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ, thì đây nên được coi là cuộc tấn công phối hợp của họ. Theo ông Putin, Nga cũng sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra một cuộc không kích
hoặc tấn công tên lửa lớn mà một quốc gia khác tiến hành nhằm vào Nga hoặc đồng minh thân cận nhất Belarus. Vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương có thể bao gồm bất kỳ thứ gì, từ tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình đến máy bay chiến lược và máy bay không người lái. Ông Putin nói, chúng ta có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại Nga và Belarus, cho biết thêm rằng nguyên tắc này đã được thảo luận với mình. Ông giải thích, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng nếu đối phương gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của hai quốc gia thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Tổng thống Putin không nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã nói về những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết này trong những tháng gần đây. Hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết học thuyết đang được xem xét. Nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã thể hiện lập trường khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông đã bày tỏ hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân giữa Moscow và phương Tây. Moscow không có lý do gì để nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ông nói vào thời điểm đó khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Cuối tháng 6, ông cũng tuyên bố Nga không cần phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, vì đối phương chắc chắn sẽ bị loại bỏ trong một cuộc tấn công trả đũa. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng thay đổi học thuyết vào thời điểm đó. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!